Thăm Phong Lan mà ghê đi cho Tết đây. Giới thiệu mọi người đây là mấy củ lan của mình lan đi xuân. Lan đi xuân và lan một số năm ba. Cứ đổi tiền vài vài chục triệu, tầm 6-7 triệu cách đến 5 năm. Bây giờ mình chuyển vào đây mình trồng trong cái gốc nhãn. Gốc này gốc nhãn mọi người, gốc nhãn này năm ngoái là mình trồng chậu, bây giờ mình chuyển vào cây. Okay. Thì năm vừa rồi nó nở rất nhiều, đến bên kia đi mình có trắng đấy, để không ngoài nó nở một loại màu trắng tinh, một loại là màu đỏ đô và một loại là pháo. Thì năm vừa rồi nó nở đẹp lắm. Bây giờ mình thấy trên mạng họ ghép rất là nhiều, ghép có cấy, ghép có cắt cái gốc làm cái chậu, mình cũng học theo mình làm. Bây giờ nó rất là tốt cho mọi người này. Tết này bây giờ đến Tết còn 3 tháng nữa, bây giờ nó bám rễ đẹp lắm. Để mọi người xem cho nó rõ một tí cho mọi người xem nhé. Ba cái trụ này là đều gốc nhãn mọi người. Cả ba trụ này đều gốc nhãn hết. Xem chân rễ. Rễ luôn. Mọi người ra đây chơi. Mọi người bạn mình ra đây xem anh nào thích. Tất nhiên là họ thích. Tuy nhiên có người không thích. Nhưng mà mình cảm thấy đẹp. Hy vọng là Tết này hoa nó sẽ nở nhiều. Trong này mình ghép đủ loại nhá. Có một số loại mua một năm đấy. Ghép màu hồng, màu vàng, màu nhiều hơn là loại màu đấy. Sau này ở đây cái gốc này mọi người biết chắc chắn nó sẽ lên củ rất là to thế này. Rất là đẹp. Đây là đất của họ, mình vườn đó. Mình bị treo. Mình ra bây giờ mình tạm thế này. Và tương lai thì mình sẽ xây cái tên tầng. Và đưa ra lấy tên cho nó đẹp. Đấy. Vâng là mọi người sẽ có ai xem mà cảm thấy không vừa ý vừa lòng thì đừng có trách móc gì nhá. Vì mình mới học làm nó, nhưng mà mình cảm thấy đẹp. Bạn bè mình vào đây nó xem đây, nó bảo là đẹp, hy vọng là như thế. Ở đây một số lan vá thì mình cho mọi người xem. Trụ này thì dưới trụ nó đẹp, cũng đẹp rồi. Mọi người xem gần đây cho biết này. Đây, thấy chưa? Ở dưới này mình đục chậu xi măng mọi người ạ. Mình có quay lên đây nhiều rồi nhưng mà bên này nhạn này. Cái này là hàng rừng nha mọi người. Hàng rừng của Lào. Tết năm ngoái mình mua, mình bỏ vào trong 5 cái chậu. Nở rực rỡ luôn. Con sen này nếu nó bò lên mọi người phải bắt phải giết đi, không là lên nó ăn lá hết. Xem rễ này, rễ nó bám, khi nào nó bám chặt rồi mình sẽ cắt những cái dây này mình vứt.
để cho nó có cái thẩm mỹ. Thì lá này nó to quá nên mình phải buộc đồng đính á, thì nó vào đây mọi người thấy chưa. Bây giờ về hưu rồi thì chăm lan cho đây, gốc này nhạn này, gốc này nhạn này, cái này là mình mua trên mạng về ghép thêm. Cái này là thằng sắp pháo này, sắp pháo này, cái này là đỏ đô này. Đây gốc nhạn này mọi người, cái con đấy là nú nhá, nú này nú bằng lăng, bỏ thêm cho nó đẹp. Gốc này đây nè, nó nhìn giống như kia con gì nó ngồi có cái đuôi này, thấy không? Đây sau đây lan đẹp rồi thì có khi nó lại có giá trị đấy, không nó bể mất cái này. Cảm ơn các chiều xưa phơi nắng dấu mòn, tí nào cho mọi người xem lan vá nhé. Nhưng mà mình vẫn thích nhất loại này dây chăm mọi người, là dây chăm. Đây bây giờ mọi người xem lan vá của tôi nè, đây là hồng nhật hạ này. Ồ, cái lạ này, cái lạ này đi rồi. Cái cắt vật nó lấy cái băng này, cái này là thỏ này, à cái này là cái hạt ô này, còn cái này là cái bạch tuyết này. Mình có ghi nó chậu hết nhiều nhưng mà lan này khó chăm, nó chết rất nhiều. Còn đây là cũng là hồng nhật hà mọi người này, đây có ba mầm trôi, ba mầm thắt ngọn rồi. Vừa rồi còn đây là bịt trà gương này, bạch đây bạch tuyết này, lên mâm này, về bạch tuyết này to này. Rồi, chết mất nhiều mọi người, nhưng mà loại này thì rất là dễ chấm. Chấm lan cũng ở đây. Nó chế tốt nên cảm thấy vui. Xin chúc mọi người có ngày sáng lanh chiều đông.